Theo quy định, không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe gây mất an toàn công trình, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, bất chấp quy định dưới các gầm cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn bị chiếm dụng để làm nơi trông giữ xe, nhà xưởng. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12, gầm cầu đường bộ sẽ không được sử dụng làm nơi ở, bãi đỗ xe hay thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Cụ thể, quy định này được nêu rõ trong thông tư 35-2017-TT-BGTVT, sửa đổi thông tư 50-2015-TT-BGTVT về quản và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Một trong những quy định mới của thông tư là không được sử dụng gầm cầu đường bộ, làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác kể từ ngày 1 tháng 12. Thực tế, trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều điểm trông giữ xe tại gầm cầu vượt. Theo quy định, gầm cầu giao thông là kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu giao thông, vậy nên không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Thời gian qua có rất nhiều gầm cầu đang được trưng dụng làm bãi gửi xe như gầm cầu Vĩnh Tuy, gầm cầu Thanh Trì cùng nhiều gầm cầu vượt khác trên địa bàn Hà Nội khiến nhiều người dân bức xúc ghi nhận thực tế tại gầm cầu vĩnh tuy hàng nghìn mét vuông dưới gầm cầu đã bị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe hà nội chiếm dụng để trông giữ xe bất chấp lệnh cấm gần đó tại khu vực cảng hà nội nhà xưởng cũng mọc khắp phía dưới gầm cây cầu này cũng tình trạng chiếm dụng gầm cầu làm bãi đỗ xe ghi nhận tại gầm cầu vượt mai dịch và ngã tư vọng các bãi xe này luôn chật kín chỗ và tấp nập xe ra vào tại các điểm đỗ này Điều đáng nói là cả hai gầm cầu này đều do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội quản lý và trông giữ xe. Theo các chuyên gia, nếu sử dụng gầm cầu vượt làm điểm trông giữ xe cộ sẽ gây áp lực cho giao thông trên tuyến đường, đặc biệt là giờ cao điểm, chưa kể đến nguy cơ cháy nổ cao khi nhiều phương tiện được để chung một chỗ. Bên cạnh đó, nhiều gầm cầu bị trưng dụng làm kho để hàng, kinh doanh hàng quán cũng có nguy cơ cháy nổ. Nếu xảy ra cháy nổ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm cầu, nguy cơ cầu sập là hậu quả có thể xảy ra. Ngoài ra, việc tu sửa, bảo trì dầm cầu cũng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu dùng gầm cầu làm điểm gửi xe, gây nên tình trạng mất an toàn công trình.